Đây là bài hàm về tiểu sử của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy bắt danh Hoàng Hiến, ví danh Hùng Nguyên, quốc hiệu Đàng Khương, sinh ngày 2 tháng 11 1924 tại chợ lớn Quy Quán ở Tân Uyên thuộc tỉnh Kiên Giang. Thời nhỏ vì gia đình nghèo khi chưa hết bậc trung học, giáo sư phải đi làm thư ký cho tòa hành chánh tỉnh Cần Thơ. Với ý chí kiên trì cần được giáo sư học thêm và đỗ bằng thứ tài, rồi tốt nghiệp cử nhân thủ khoa và khoa học kinh tế vào năm 1959 tại Viện Đại học Paris, rồi cao học chính trị năm 1980. Sau đó tốt nghiệp bằng tiến sĩ chính trị học với luận án người ưu tú trong lĩnh vực chính trị Trung Quốc đồng thời, được giải thưởng của Viện Đại học Paris dành cho một trong những luận án xuất sắc nhất trong niên học 1963-1964. Giáo sư được sự kính mến bởi kiến thức tinh thâm, lý luận sắc bén và cách tính bình dị của người khi còn là giảng sư tại các trường cao đẳng quốc phòng, trường chỉ huy tham mưu cao cấp, Đại học Sư phạm, Đại học Luật khoa, Đại học Chiến tranh chính trị, Học viện Quốc gia Hành chánh, v.v. Còn thập niên 1940 cho đến 1945, các quốc gia lực tiểu vùng lên đòi tự do độc lập, giáo sư đã dấn thân gia nhập Đại Việt Quốc dân đảng vào năm 1945. Sự nghiệp chính trị của người bắt đầu từ đó. Đến năm 1964, vì sự phân hóa trong nội bộ Đại Việt Quốc dân đảng, những người Đại Việt cấp tiến đã đứng ra thành lập Đảng Tân Đại Việt. Giáo sư được bầu vào chức vụ tổng thư ký và giáo sư đã sang định chủ thuyết dân tộc sinh tồn của đảng trưởng Trương Tử Anh để làm căn bản cho nguyên tắc dân chủ của Đảng Tân Đại Việt. Sau khi tham dự hòa đàm Paris 1968 và hội nghị Lascelles-Saint-Cloud 1973, nhận thấy cộng sản chỉ muốn dùng cuộc đàm phán để tuyên truyền nên giáo sư đã trở về nước. Người cũng nhận ra rằng miền Nam cần phải có một đảng đối lập mạnh để đấu tranh chính trị với cộng sản, nên đã vận động với nhiều chính đảng quốc gia và các nhân sĩ để thành lập phong trào quốc gia cấp tiến năm 1969. Sau 1975, giáo sư phải đi tị nạn sang Hoa Kỳ và làm việc tại trường Đại học Luật khoa Harvard. Nhưng với lòng yêu thương dân tộc, với ý chí quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam tự do, giáo sư đã kết nạp chính hữu khắp nơi. Năm 1980, một Liên minh Dân chủ Việt Nam được thành lập và giáo sư được bầu làm chủ tịch Ủy ban chấp hành Trung ương. Để tạo áp lực quốc tế và giúp cho công cuộc tranh đấu của người Việt quốc gia, giáo sư đã đi đây đi đó kêu gọi các chính khách từ Mỹ, Châu, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu giúp đỡ người Việt giành lại tự do. Kết quả là Ủy ban quốc tế viện trợ Việt Nam tự do được thành lập vào đầu năm 1986 và đến nay đã có mặt ở 19 quốc gia trên thế giới. Trong lúc công cuộc ngoại vận đang trên đà phát triển cùng với sự lớn mạnh của Liên minh Dân chủ thì và phong trào thống nhất dân tộc cùng xây dựng dân chủ trong nước được ra đời thì cơn bạo bệnh của giáo sư cũng nhanh chóng tàn phá cơ thể người. Giáo sư đã qua đời vào lúc 9 giờ 30 tối ngày 28 tháng 7 1990 tại Paris, hưởng thọ 67 tuổi, đang khi trên đường đi đến Hòa Lan để dự đại hội Liên minh Dân chủ Việt Nam toàn thế giới kỳ 1. Sự ra đi của giáo sư được coi là một sự mất mát lớn lao cho toàn thể Liên minh Dân chủ nói riêng và công cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam nói chung. Thưa quý vị, giáo sư đã nhắn nhủ với các đoàn viên như sau: dân chủ tự do chỉ có thể bảo đảm được khi có bản hiến pháp đặt nguyên tắc cho một thể chế dân chủ tự do. Bởi nói đến dân chủ tự do mà không có hiến pháp dân chủ tự do là một điều mơ hồ. Về bầu cử tự do, giáo sư cho rằng điều quan trọng là dân chúng phải có tự do thật sự trước đã. Trong một đoạn khác, giáo sư cũng dặn dò như sau: bọn cộng sản đang tìm cách lừa dối thiên hạ bằng những cải cách giả hiệu. Một số chính khách Tây phương và người Việt Nam thiếu ý thức chính trị đang đòi hỏi họ thay đổi qua việc tổ chức bầu cử tự do. Vậy mình phải hoạt động, phải phát động chiến dịch đòi cho dân chúng có tự do trước, đòi bầu cử tự do, trong khi dân chúng không có thực sự tự do là đặt cái gậy trước con trâu. Cô giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng đã để lại cho đời nhiều sách vở, tài liệu tham khảo quý giá tiêu biểu như Hàm Phi Tưởng, Lịch sử, Các học thuyết chính trị, Đề tài Người ưu tú trong tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ thời, Dân tộc sinh tồn, The Lay Good Law in Traditional Vietnam, Các ẩn số chính trị trong tiểu thuyết
võ hiệp Kim Dung, quốc triều Hình Vượng, Tây Hán Chí, Đông Châu Lý Quốc và một số tác phẩm nổi tiếng khác. Kính thưa quý vị, chúng tôi, những đoàn viên Liên minh Dân chủ, Thiên Tiết, người tất cả đã vĩnh viễn ra đi, và hôm nay vô cùng hân hoan, cảm động khi có được sự hiện diện của chúng, hiện diện của quý vị trong lễ dỗ hôm nay. Chúng ta cùng tưởng niệm một chiến sĩ quốc gia suốt một đời tận tụy hy sinh, đánh đấu cho lý tưởng tự do và dân chủ cho Việt Nam. Tinh thần lạc quan, quyết thắng lúc nào cũng rạng rào trong tim óc của giáo sư trong suốt quãng đường dài tranh đấu, ngay cả lúc đàn thương Nguyễn Ngọc Phi đã bình viễn ra đi. Đây là dàn câu thơ: ta hãy cười lên đón ánh dương, ngày mai sẽ chói rạng quê hương, lòng ta đã thoảng nghe vang vẳng tiếng khải hoàng ca dạy phố phường. Như thế ta còn bận biểu chi, còn lo chi nữa lúc ra đi, cười lên cho tiếng quê hăng hái, thanh bạc thu buồn.